Yo, what's up anh em? Xin mời các anh em nó quay trở lại với lại Việt Nam Guy Stand Up một lần nữa ha. Rồi, hôm nay chúng ta sẽ tới cái phần 2 của cái case study mà kiếm 1.000 đô. Ok, yeah, crazy, wow. Ở trong này là cái link của bên CPA nè mấy anh em. Ha, wow. Rồi, thì mình sẽ đi post cái link của mình. Wow, anh em thấy gì không ạ? Đây, bên này post lên đây, có người download cái tài liệu của mình về nè. Đó. Rồi hôm nay tôi sẽ đi từng bước để cho mấy anh em hiểu là tại sao mà mình phải làm như thế này ha. Rồi ok, chúng ta sẽ tới đầu tiên á, là Instagram. Yo, so. Rồi. Rất đơn giản nha anh em. Rồi. Bây giờ tới cái phần Instagram á. Mấy anh em sẽ làm như thế này để mà promote nè. Wow, mấy anh em thấy không ạ? Bắt đầu theo dõi, bắt đầu theo dõi, bắt đầu theo dõi. Wow. 2 giờ trước. 2 giờ trước. Wow. Rồi. Yeah. Easy game. Rồi, nên em sẽ vô cho tôi là cái phần này nè. Edit profile này. Ghi cái tên của mình làm sao cho nó bắt mắt nè. Tạo một cái tài khoản này. Đó. Để mà người ta download. Rồi cái website của mình thì mình bót cái website này nè. Thấy chưa? Để mà bỏ vô trong này. Ok. Rồi đây mình ghi vài dòng nè. Đó. Đó. Có một cái hashtag này. Đó. Rồi cái study này dài lắm nha anh em ráng mà làm. Rồi ok, đó, kiểu như vậy ha. Xong xuôi rồi xây lại rồi mấy anh em bót những cái bài như thế này, lấy cái tiêu đề nè. Đó, bót nè. Thấy chưa? Copy rồi dán thôi. Rồi, ghi cái chữ download now xong. Rồi, những cái hashtag nè. Đó, mấy anh em thấy không ạ? Rồi, đó. Những cái hashtag nó liên quan. Thì cái việc cái tìm mà hashtag mấy anh em làm gì về cho nó nhanh nè. Hashtag make money online. Đây. 6 hàng khác. Thấy chưa? Đó, một một cụm nè, hai cụm nè. Đó. Thì anh em cứ một ngày đó, anh em thấy không ạ? Wow. Những cái hashtag mà nó đề xuất cho mình nè. Thấy chưa? Wow. Copy về được không? Wow, cho copy luôn. Kinh khủng. Rồi. Đó. Rồi, promo tiếp theo có nghĩa là phần comment. Rồi cũng y như vậy, mấy anh em vô cho tôi nè. Make money online. Cái này đi. Rồi, mấy anh em soạn cho tôi comment cho người ta nè. Rồi, mấy anh em bấm nè. Nine bit. Follow me. Đâu. Take a look on my bio.
and BO and stop and to your next and your methods chia rồi đó, chỉ như vậy thôi được chưa. Rồi đây 152 cam mành, và dĩ nhiên là khi mà mình bót lên mình cũng có quyền thấy cam mành ở đây. Rồi cái đây nó bị vấn đề là mấy bạn biết sao mà, có nghĩa là nó tôi bị cái post là hôm qua tôi bị chỉnh lên là tới 1.000 comment một ngày lận, cho nên là Instagram nó báo lỗi ha, thì tài khoản hoạt động bình thường đó. Rồi chỉ như vậy thôi. Rồi có tiếp theo là những cái người nào mà like bấm vô đây follow cho tôi, thấy chưa đó, follow người ta sẽ thấy mình và người ta follow lại và người ta sẽ vô cái bio của mình. Ok rồi đó là xong cái phần bên Instagram nha. Rồi wow, rồi tôi demo cho mấy anh em coi thôi. Còn anh em nào mà chưa biết làm cái link như thế này, quay lại cái phần 1 coi mình làm. Rồi tiếp sau đó là chúng ta sẽ qua tới Twitter. Rồi. Twitter cũng y chang như vậy. Rồi tôi sẽ thị phạm cho mấy anh em coi luôn để cho mấy anh em khỏi lăn tăn luôn. Rồi để cho mấy anh em biết là bao nhiêu tiền mình có thể kiếm. Rồi what you looking for VIP method on my bio for 200 đô auto pilot daily đó. Mấy anh em không biết cái gì hết thì cứ ghi như vậy cho tôi. Rồi hashtag nè, quăng vô motivation, nó dễ như vậy mà không không ai làm mà cứ 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 cứ, cứ đi 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 gặp ba cái thằng app. Mấy bạn biết mấy thằng app nó giàu là nhờ cái gì không, là nhờ cái tuyển dev đó, nó ăn thông với lại mấy cái thằng mà làm app đó. Nó trả tiền cho nó, bây giờ quăng ra nó có cái kênh đó rồi, nó biết làm khỉ khô gì nữa đâu, nó kêu nó có tiền, tiền khỉ gì. Còn cái này là người ta trả cho người ta, người ta trả cho mình, anh em hiểu không ạ? Những cái hashtag mà liên quan tới Mac Money Online mấy anh em bỏ vô hết cho tôi, dễ ờm. Bây giờ còn sau này rồi tôi bày anh em trade nữa, từ 1 triệu, 1 triệu mà mình lên được 10 triệu một ngày nữa, chứ không phải là không. Quan trọng mấy anh em có đi theo hay không, không có cái gì nó nhanh hết đó. Cái đây cũng là một cái công việc, hiểu không ạ? Ai coi thường nó thì đi 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 lừa đảo đi, còn không thì đi kiếm cái gì đó làm đi. Đây bây giờ cái đâu bạn đang tìm cái gì, một cái phương pháp đẳng cấp trên mây link của tôi cho 200 đô autopilot daily. Rồi mấy anh em thấy chưa, thấy chưa? Rồi đây link của mình đây, bấm vô coi ha. Wow. Rồi bấm vô nè, người ta sẽ chọn
cái mà mình muốn là người ta chọn, anh em hiểu không ạ? Rất chuyên nghiệp đó, một đống cái thứ mà người ta muốn học, muốn đào về trong này, mấy anh em hiểu không? Đó, thì tôi có 100 cái ebook về về cái kiếm tiền ở năm 2020 này nè. Mấy anh em cũng vẫn có thể học, vẫn có thể làm bất cứ một cái phương pháp nào đó, nhưng mà cái này á là hãy nên nhớ là tôi đang bày cho các anh em, có nghĩa là những anh em nào mà không biết cái gì hết, không có ebook, không có kiến thức, không có cái gì luôn, thì làm y như tôi, lấy 100 cái cuốn ebook đó mua của tôi đi, rồi đem về làm một cái size như thế này đó, rồi làm y như vậy nè là có tiền. Anh em hiểu không? Thấy chưa, có những cái người comment nó tạo sẵn cho mình đó. Rồi PDF mà cái landing page rất là đẹp ha. Rồi bấm vô nè, nếu mình ở Việt Nam thì hãy xem đây. Wow, chỉ cần mà nó đau vào một cái là mình có tiền, mấy anh em hiểu không ạ? Wow. Rồi tiếp sau đó với lại một cái phần của Twitter nữa, thì mấy anh em vẫn có thể follow follow tầm 7 tầm 3, hoặc là follow vô cái niche của mình cũng được ha. Rồi mấy anh em vô đây bấm nè, I need some money, chơi là phải vậy. Rồi tìm coi có cái bài nào để mình hiểu ha. Đây, thấy chưa? Tất cả những gì tôi nghĩ là làm sao để cần thêm tiền thì chúng ta bấm vô. Hey, if you wanna learn make money 200 daily, check my bio for free download. I will help you without investing a single dollar. Đó. Ông nào mà không biết thì cóp cái đồng này về. Thấy chưa? Tiếp nè. I need supply money asap. Đó, ngon lành. Rồi. Rồi, đây. Thấy chưa? Đó. À, làm từ từ thôi, không ra nó đi spam. Rồi, được chưa? Ừ, để coi tiếp coi, coi có ông nội nào ông tìm cái phương pháp gì không, gì mặc gì gớm gì không nội. Rồi đây đó, rồi đây là xong cái phần Twitter nha. Rồi chúng ta sẽ tới Facebook. Rồi mấy anh em hãy coi cái đây là một ma thuật nè. Rồi bấm vô đây, make money online. Rồi cái phương pháp đầu tiên á là mấy anh em có bao nhiêu cái group á, mấy anh em vô hết đi, được group nào hay group đó, tại vì cái của mình đó, nó không có phải là mang cái tính chất spam hoặc là mua, đúng không ạ? Rồi bao nhiêu nhóm đây, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 4 15 16 17 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Wow, 40 nhóm. Đi nghệ rồi. Rồi, bấm vô đây. Các bạn post. Cái phương pháp thứ nhất là mấy anh em post lên. Hey everyone, I find this site include tons up method for extra income early. Check my link for free download. I hope you will love. Cái gì nữa ta? Xong cái này cũng được. Mình sẽ ghi thêm là check. Không check rồi hả? Quá. Law. Let's find let's do your method and niche you wanna start. Chia. Rồi. Được chưa? Nếu như vậy thôi. Nãy giờ là ba cái rồi. Đó. Cứ một kênh mà mình làm mình tiếp cận được 100 người thì 10 kênh thì sao? Mà tôi nói 100 người là bèo nhất. Rồi, tại vì cái này vô đúng cái ngách là mình có tiền. Anh em hiểu không ạ? Rồi, ok. Tôi không có bot nha, tại vì tôi làm ở cái dạng blog, tôi không có chơi mấy cái group này nhiều. Cái đây là chỉ dành cho mấy anh em là mới bắt đầu thôi, tại vì cái việc mà mấy anh em nhiều khi bày mấy anh em cái cách này á, thì mấy anh em kiểu như mấy anh em tham quá. Em có nhiều mấy anh em đi spam hết. Rồi banh xác luôn. Rồi, tiếp theo cái bước thứ hai để mấy anh em kiếm tiền nè. Drop email. Bấm y cho tôi như vậy. Đây. Bây giờ có email nè. Một là mấy anh em thu thập tới 500 tới 1.000 cái email xong gửi cho người ta, được chưa? Gửi thì cái nội dung nó cũng y chang như như cái mã này đó. Gửi. Thôi tôi làm cho. Mệt quá. Rồi. Ví dụ thằng ông nội này. Ông nội này đây. Đây. Rồi, bấm vô. Mình tạo một cái số điện thoại mình tạo được 10 cái email nha, cho nên là một ngày mình kiếm được còn còn khoảng 5.000 cái email lận đến nè. Đó, chủ đề everything you need for make money online. Rồi. Rồi dưới đây hey hey bro, I see you looking for method for MMO. Here is some method I found. I hope you will like it. Rồi.
Đào nó lock nào. Rồi chỗ này mình vậy là mình phải 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 có những cái chiến thuật. Mấy anh em không có website, mấy anh em làm website không được, mẹ lâu lắm, tôi cũng thích. Rồi chị vô đó, have a night đây, gửi luôn cho nó máu rồi được chưa đó. Rồi chỉ như vậy thôi. Rồi nè, thấy chưa, bao nhiêu cái email đây, wow, bao tìm ráng mà tìm một ngày gửi 200 cái email cũng được, dễ lắm, thấy chưa. Email nè, cái cách này nó rất là hiệu quả, có nghĩa là người ta đang cần thì mình đem tới đó, thấy chưa, mình đem tới cho người ta thì mình sẽ có tiền đó. Hãy tin tôi đi, một ngày gửi 1.000 người thì ít nhất á, những cái người mà đang cần đang tìm những cái phương pháp này nè, thấy chưa, mình sẽ có một đống người người ta mở ra. Mấy anh em đừng có nghĩ là cái này nó kiếm tiền dễ trong một đêm ha, đừng có nghĩ như vậy. Đây cũng là một công việc, và cái công việc của mình là đang promote, mình đang marketing cho cái việc đó. Rồi chúng ta có là Instagram, Twitter, Facebook. Rồi tiếp nè, warray.com, xem đang quay lại những cái ngày đầu để mấy anh em hiểu là mình để làm thế nào. Rồi bên Warray bắt đầu nó khó hơn, cái là bấm vô đây how to make money online, giản như vậy thôi. Rồi. Rồi. Wow. Thấy chưa? Đây. Đây là cái trang về trả lời câu hỏi. Thì mình là người làm cho người ta. Rồi, ok. Wow. Rồi, dừng ở đây đi. Được rồi. Rồi, bạn à không, cái này tôi trả lời rồi, quên. How do I make money online? The best way to earn money online. Rồi. Dừng ở đây, 5,9 người follow cái câu trả lời này. Một món hời. Rồi, tùy mấy anh em ha. Rồi. À, comment. Để cho hiện lên luôn. Ghi luôn. Hey friend. I found this site leak a ton of method for daily income. My method is make money online with TikTok. TikTok book. I don't pay anything. And find some value here. Đó. Thấy khủng khiếp chưa? Bốn trang rồi. Đó. Wow. Khá là điên. Khá là điên. Wow. Rồi, ok. Thì chúng ta sẽ có 4 cái kênh rồi. Tôi sẽ
cho tiếp mấy anh em. Rồi, tôi sẽ cho mấy anh em những cái gì gọi là giá trị nhất trong cái kinh nghiệm của tôi. Mà dĩ nhiên, mấy anh em hãy tôn trọng và những gì mấy anh em được học, mấy anh em hãy thực hành ha, để những cái giá trị đó nó được tồn tại và nó được lưu động. Tôi không muốn mình là bị gắn ghép là một cái thằng lừa đảo hoặc là một cái thằng luyên thuyên. Ok, thì như là để chứng minh thì mấy anh em có thể tìm ra bất kỳ những cái lỗ hổng nào để mới có thể bắt bẻ tôi nha. Rồi, mình sẽ tới cái kênh thứ năm, Reddit.com. Từng bước tôi đã bày rồi ha. Rồi, coi cái kênh này nó kinh khủng lắm nè. Wow. Rồi, mình giữ lại cái bài này đi. Rồi, bấm cho tôi tại sao mà mấy anh em thấy nó có cái chữ đây. Rồi, cũng mặc bí cho mấy anh em luôn là tôi đang làm cái CPA offer. Nếu như mà mấy anh em nào mà có muốn làm cái phần mà kiểu như dạng mà content người lớn á, thì mấy anh em sẽ phải đụng chạm tới những cái từ khóa 18 cộng ha. Thì tại sao? Thì khi mà mình làm đúng cái ngách nào người ta cần đó, thì bật mí cho mấy anh em á, là cái khi mà người ta download cái app này về trong điện thoại là hiển nhiên là mình có 10.000. Damn. Rồi, vậy thôi. Rồi, chúng ta sẽ tiếp ha. Mấy anh em vô đây. Make money online. Rồi, từ từ rồi tôi bày cho. Khí khô gì đâu mà sợ. Rồi, wow. Wow. Passive income. Wow. Bao nhiêu nhóm ha. Wow. Damn. Yeah. Rồi, thì theo kinh nghiệm á, là mấy anh em là kiếm mấy cái group nhỏ nhỏ thôi để mà mình có được những cái lợi nhuận đầu tiên. Way to make money online, thấy chưa, rất là hay John. Wow, crazy. Rồi, qua trong này cho tôi rồi. 9 tháng trước, 8 ngày trước, 5 euro. Wow. Oh, cái này nó không có hiệu quả. Ra lại đi, ghê quá. Rồi, make money online free, vào đây cho tôi. Wow. Hai online. Wow, đây. Crazy. Hiển nhiên là mấy anh em dễ dàng lên top. Rồi, ghi cho tôi nè. Everything you need for make more money online. Rồi. Wow. Rồi. Không vô đây. Rồi. Này bỏ đi. Rồi, đó. Mình làm là phải từ từ. Rồi, link nè. Wow. Wow. Rồi, tiếp theo nữa là gì? List of MMO method. Rồi. Wow. Rồi, quay lại ha. Không, no, 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 no. No 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 no. Qua đây. Crazy. Rồi. Đó. Đó. Bây giờ. Đó. Bây giờ. Đó. Thề mấy anh em luôn mà ai mà không 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 coi mới lạ.
Làm là phải có tiền, không làm thôi nghỉ mẹ đi, đi lừa đảo đi. Mấy em không biết gì hết, tôi tận răng rồi đó. Rồi còn cái việc mà đi mua mấy khóa học của dẹp mẹ đi nha, đừng mua mấy anh em, mua nội dung, mua kiến thức thôi, mua khóa học làm chó gì, nó bậy tào lao, thậm chí nó còn chưa kiếm ra được tiền nữa. Mấy cái thằng mà luyên thuyên ở trên YouTube, mấy anh em để ý, nếu mà nó kiếm được tiền rồi thì cái việc mà nó dạy nó lại khác, cái thằng mà nó dạy nó lại khác, hiểu không ạ? Còn cái thằng mà nó hay nói về cái ba cái gì mà bán hàng rồi không được chửi khách hàng rồi, làm sao để kinh doanh tốt rồi dẹp mẹ đi, đừng đừng có coi, mấy anh em hiểu không ạ? Mấy anh em phải biết là bán kinh doanh online là mình tạo kênh ở đâu, tạo kênh sao cho bắt mắt, nội dung sao cho nó tốt, và những cái kênh nào phân phối, những cái lợi nhuận ở đâu, những cái shop nào ở Việt Nam đó, mình phải vô đi sâu những cái phương pháp đó, chứ không phải là ba cái thằng mà nó cầm cái bảng nó ghi là người giàu thì học hỏi, người nghèo thì ngu si, rồi thì dẹp mẹ đi, thẳng mấy anh em dẹp mẹ đi. Làm mà người ta cần làm sale để mình đầu tư vô cái sản phẩm hot ngày đó, rồi chạy quảng cáo trong một ngày để mình nó ra đơn, kiểu như vậy. Ai đâu mà học vô giàu nghề làm chó gì, anh em hiểu ạ? Mà ở Việt Nam cái dạng mà diễn thuyết đó, rồi bán sách là mấy anh em làm giàu cho nó, mấy người thông minh không ai đi học, tại người ta biết mẹ rồi, anh em hiểu không ạ? Đó, vậy vậy thôi. Rồi anh em copy hết cái này cho tôi. Mình nên lưu cái này lại ha, tại vì cái này để mình quảng bá. Rồi học mà tự nhiên hướng khóa học affiliate rồi xong 399 ngàn, rồi cái thằng giàu lại cái thằng bán ra cái ebook đó đó, tôi cũng bán, tôi cũng kiếm tiền, nhưng mà cái việc của tôi á, làm là bạn đang làm với tôi, anh em hiểu không ạ? Bây giờ ghi ba cái sàm chó, giống như kiểu kiếm tiền với Facebook, cái bạn tạo ra một cái pay, bạn tạo ra một cái này nọ, rồi bạn lên rất 100 nhóm là mình có bao nhiêu tiền ạ? À? Đội nhóm của mình là bao nhiêu tiền ạ? À? Ba cái thằng phát thẳng anh em này vậy. Nó chả biết cái tí gì về marketing. Rồi, nói xin lỗi là động chạm nhiều quá anh em ha. Rồi qua lại Reddit cho tôi. Xéo gì mà phải lăn tăn. Ok. Nó đang gửi nè. Bên Reddit nó rất khó nha, và nó rất ghét mấy cái thằng marketing như mình, anh em hiểu không? Tại vì cái đây là những cái trang thảo luận, nhưng mà mấy anh em yên tâm, tôi sẽ được duyệt, là tại vì đây là những thứ mà người ta cần. Ok rồi, ok rồi. Facebook 1 2 3 4 5, tôi nghĩ là 5 kênh là ok rồi á ha. Thì mấy anh em chịu khó làm những cái năm cái này, nó làm để ý một chút xíu. Bên Bora, bên Instagram nó cũng có giới hạn của nó là một ngày bao nhiêu đó đó. Cái này nó ví dụ như Instagram mình làm 1 tiếng, Twitter mình làm 1 tiếng, Facebook mình làm 1 tiếng, Quora mình chỉ được post cỡ 2 bài thôi, Reddit mình cũng post 2 bài thôi, sáng 1 bài,
tối một bài được chưa? Đó là xong xuôi hết là mấy anh em từ 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 người ta tìm vô, người ta kiếm được những cái thứ mà người ta cần, là download về là mấy anh em có tiền thôi đó. Mấy anh em hiểu không ạ? Rất là dễ để mà mình đi promo cả sản phẩm của mình rồi, rất là hay. Rồi chỉ như vậy thôi. Thì thêm một lần nữa, có nghĩa là mấy anh em nào mà muốn những cái tài liệu đây rồi, từ ha, đây hai cái này đây, hai cái này đây, 138 ebook. Rồi anh em, mấy anh em nào mà cần tài liệu để làm thì liên hệ và bắt đầu ngay để mà có những cái lợi nhuận, những cái đồng tiền đầu tiên, được chưa? Rồi ok, cảm ơn anh em đã quan tâm và chia sẻ kênh của mình. Thank you, peace.